Nếu mà các bạn thấy rằng là cái nách của mình mà đang bị thâm, bị sạm hoặc là sau sinh mà nó đen như vậy thì mọi người đừng có lo nhá. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái sản phẩm trị thâm nách, trị thâm bệnh rất là hiệu quả luôn. Đấy, và cái này nó là xà phòng trị thâm nha mọi người, xà phòng trị thâm. Và hầu như là các chị em thì mọi người thấy rằng lúc mà trước khi mà mình sinh con á, thì lúc mà cái thời gọi là thời thanh niên đấy mà, hoặc là thời nhỏ ấy, thì mọi người thấy là cái nách của mình thấy là nó rất là trắng và sáng luôn đấy. Nhưng mà khi mà lúc mà trong quá trình bầu nó mọi người, lượng hormone nó thay đổi quá nhiều đấy, xong rồi mọi người sẽ thấy là làm cách nào đi nữa thì mình thấy là nó cứ kiểu 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 đen đen ấy ở phần cổ rồi phần bẹn rồi phần nách này này đấy. Nhưng mà sau thì mọi người sẽ thấy là nó dần dần là thấy là nó sáng ra thôi, cái hormone nó thay đổi cái là nó sáng ra thôi. Nhưng mà mọi người có tin rằng là trong lúc bầu hoặc là sau lúc sau sinh thì mọi người sẽ thấy là cái nách của mọi người, cái bẹn của mọi người, cái cổ của mọi người nó thâm hơn bình thường không, sâm sạm hơn bình thường không đó. Và mọi người đừng có lo nhá, nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái xà phòng trị thâm cực kỳ hiệu quả của Nhật Bản luôn. Và nếu như mọi người bây giờ mà vẫn sau sinh rồi thời gian dài rồi mà tay nách vẫn là còn thâm, hoặc là thâm do bẩm sinh, tức là không phải là sinh con nữa mà là thâm gọi là thâm từ lúc thanh niên đến giờ, những bạn trẻ mà đang nhỏ tuổi mà đã bị thâm rồi thì cái này nó do cơ địa nha mọi người. Thì mọi người nên tìm một cái phương pháp gì đấy mà làm cho cái nách của vần mình sáng đi, ăn mặc gì mình cũng tự tin hơn đúng không, đi biển hay là mặc áo ngắn dây hay là hai dây các thứ là đều ok đó. Nách của mình thì nó không có là đen thâm sạm đâu, nhưng mà làm sao trước kia là mình tập gym đâm ra là cái bắp tay của mình nó khá là to đấy, tập gym nó khá là to, đâm ra là bây giờ mà mặc áo hai dây thì nhìn rất là kinh khủng luôn. Đấy, nên là toàn phải mặc những cái áo gọi là nó che cái vai đi. Đấy, cái vai bản chất là nó đã to rồi mà lại còn tập gym nữa thì các bạn thấy là bắp tay to như đàn ông ấy đấy. Nên là nhiều khi là mặc hai dây thì nó không có được, không có thùy mị như các bạn nữ. Không ra là rất là khó. Thì các bạn thấy rồi, đối với những cái thương hiệu của Nhật Bản thì mọi người có thấy là nó khá là ok. Đấy, nghe đến cái thương hiệu của Nhật Bản thì mọi người thấy là tự dưng nó có một cái niềm tin mãnh liệt đó. Cảm giác như tin tưởng hơn. Nó không giống như cái kiểu là nghe là hàng Trung Quốc hay là hàng Tàu hay là hàng Đài Loan các thứ. Nói chung là mình không có là nói xấu những cái sản phẩm của họ, nhưng mà thực sự là nghe thôi là nó vào tiềm thức của chúng ta rồi đúng không? Nó vào tiềm thức của chúng ta rồi, đâm ra là mình có một cái gì đấy nó ác cảm đấy. Nên là mình rất là thích dùng những cái hàng của Nhật Bản, của Hàn Quốc đấy, rất là thích dùng và cũng rất thích là phân phối những cái sản phẩm đấy, bởi vì nó có hiệu quả thì mình mới có thương hiệu, mình mới có uy tín được. Đấy không? Cái sản phẩm này nhá, mình khi mà mình giới thiệu cho khách xong ấy, mình đã test rồi nhưng mà thấy khách phản hồi thì mình cực kỳ là thích luôn. Khách bảo chị ơi dùng xong da sáng mà khô sạch sẽ kinh khủng đó, thì mình lại thấy là tự tin hơn. Nên là mình mong rằng đối với những khách mà đã sử dụng rồi, mong rằng là mọi người sẽ phản hồi về cho mình đấy, từ đấy mình có động lực mình lại giới thiệu cho bạn tiếp đó, hoặc là mình lại giúp cho bạn là lựa chọn những được những cái sản phẩm tốt nha mọi người đó. Thì đối với cái sản phẩm cái xà phòng sáp trị thâm nách của Nhật này, nó có thương hiệu của nó là Pelican đó. Pelican một trong những cái thương hiệu có quá nhiều những cái loại xà phòng thấy mụn, xà phòng trị thâm mệnh, xà phòng thâm mông, rồi là xà phòng trị thâm nách đó, xà phòng trị thâm mụn, nó rất là nhiều luôn. Và các bạn nếu mà chưa biết về cái thương hiệu này, các bạn có thể tìm trên Google nhá. Đó. Công dụng của cái sản phẩm xà phòng trị thâm nách của Nhật này thì nó giúp cho chúng ta là làm sáng vùng da này, tẩy cái lớp da chết đi đấy. Không có thời gian là dùng các loại tẩy da chết ngày tuần 2 lần thì các bạn dùng xà phòng này, nó có tác dụng tẩy da chết cho mọi người rồi, nhanh gọn lẹ không mất nhiều thời gian đấy, tận sâu vào lỗ chân lông luôn nha mọi người, tức là rất sạch đấy ạ, giúp cho chúng ta tẩy tế bào chết ở những phần mà chúng ta cần dưỡng ẩm cho da đấy, làm mịn da đấy, giúp thu nhỏ lỗ chân lông. Thường thường là mình thấy là bình thường thì mình không có trượt lông nên là mình toàn phải dùng gọi là dùng cái phương pháp gọi là một nhiều lúc là dùng kem tẩy lông, nhưng mà nhiều lúc không dùng kem tẩy lông nữa thì lại dùng cái biện pháp là dùng nhíp để nhổ. Khi mà dùng nhíp một thời gian dài thì sẽ thấy là cái lỗ chân lông nó rất là to, nó sần sần rùi rùi lên đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta sẽ thấy là đối với khi mà chúng ta sử dụng xà phòng này thì nó sẽ giúp cho chúng ta thu nhỏ được cái lỗ chân lông đấy đi đấy, ngăn mồ hôi luôn dưới da nhá, giúp cho da bị khô thoáng luôn đấy ạ, không gây kích ứng da và giúp cho chúng ta là có một cái mùi thơm rất là dịu nhẹ nhàng. Sản phẩm có thể dùng cho những vùng khác như là mông, đùi và một số các phần khác đó, tùy các bạn nha. Và sản phẩm thì nó sẽ giúp cho chúng ta làm giảm các tố đi
Đấy, giảm cái những cái phần mà da bị đều mọc à, giúp cho chúng ta làm trắng dần da lên. Đấy. Như vậy là nếu mà các bạn là sử dụng một cái bánh trong một cái bánh xà phòng này được quá nhiều tác dụng như vậy thì các bạn có dùng hay không? Mà sản phẩm nó không quá là đắt đâu nha mọi người. Trên dưới 200 nghìn mọi người sở hữu luôn được một cái xà bông này rồi rồi. Đó. Các bạn cứ làm ướt cái vùng da dưới cánh tay đi, sau đó là các bạn là massage tầm độ 5 phút cho mình. À, các bạn có thời gian hơn các bạn massage thêm. Nó vừa cảm giác như là chúng ta tẩy cái da chết đi, vừa ta cảm giác như là chúng ta làm sạch cái vùng da đấy và cũng như là massage cho cơ thể thôi, rất là tốt. Nó nếu mà các bạn còn thắc mắc cho cái sản phẩm xà bông chị Thâm thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại là Nguyễn Loan 0985 38298 và nhớ đăng ký kênh cho mình để mà ủng hộ những video tiếp theo hoặc là xem những video tiếp theo của mình nhá. Xin chào cả nhà.